Chào anh chị. Anh chị ạ, Thắng ơi, trên kênh YouTube ấy, thì gần đây có một cái video có cái tựa đề là đừng mua bất động sản năm 2019. Và trong video thì nhóm chúng tôi trao đổi và chia sẻ, giải thích với anh chị em và các bạn rất nhiều vấn đề khá là hay và thú vị. Tuy vậy thì có rất nhiều người thì không xem video nhưng mà chỉ đọc cái tựa đề thôi. Và sau đó thì có những cái phản hồi không mấy tích cực và có phần hơi gay gắt. Thì thưa với anh chị em và các bạn, thì cái việc mà dự báo thị trường bất động sản hay là dự báo cái việc là tăng hay giảm của thị trường thì nó cũng là một cái chủ đề rất là rộng và nó nặng cái tính chuyên môn rất là, nói chung là thực sự là để dự báo chính xác thì điều đó là điều không thể. Có hai lý do là để là không thể dự báo được chính xác cái thị trường bắt đầu sẽ tăng khi nào và bắt đầu sẽ gọi là nguội lại khi nào. Bởi vì là thị trường bất động sản thì nó diễn ra theo những cái chu kỳ rất là dài, nó tính bằng năm chứ nó không phải là cái câu chuyện giống như thị trường chứng khoán, thị trường tài chính. Nó diễn ra từng ngày và cái giá nó thay đổi theo từng ngày. Mà thị trường bất động sản thì mặc dù giá thì có thể thay đổi cũng khá là nhanh trong những đoạn bùng nổ, nhưng mà cái chu kỳ diễn ra, các cái xu hướng nó dịch chuyển của thị trường nó kéo dài, có thể đôi khi nó sẽ là vài ba năm hoặc là lâu hơn. Do đó thì dự báo chính xác được ngày tháng năm thì là điều không thể. Cái việc mà dám hoặc là có phần là hơi mạo hiểm để đưa ra một cái khuyến nghị theo hướng năm 2019 là đừng mua bất động sản thì không phải là chúng tôi là võ đoán. Xin giới thiệu với anh chị em và các bạn, thì bản thân admin Lê Văn Thắng của kênh Thắng ơi trên YouTube thì tôi là một trong những người làm trong cái lĩnh vực tài chính. Chúng tôi đánh giá thị trường bất động sản không dựa trên cái thực tế gọi là sốt nóng giao dịch của thị trường, mà chúng tôi phân tích dựa trên những cái tình hình chu kỳ mang tính dài hơi và dựa trên những cái dữ liệu về vĩ mô cũng như là cái chính sách điều hành của cơ quan quản lý của chính phủ. Bên cạnh đó nữa thì cái góc nhìn của chúng tôi thì nó thiên về cái góc dòng tiền tài chính và cái nguồn nhu cầu hơn là cái việc mà suy đoán chi tiết theo từng khu vực. Do đó thì trong cái báo cáo gần đây nhất của nhóm chúng tôi gửi tới anh chị em và các bạn thì là đừng, khuyến nghị anh chị em và các bạn là đừng mua trong năm 2019, thì nó có căn cứ rõ ràng về những cái dòng tiền có thể sẽ bị hụt trong năm 2019, cộng với việc là giá của bất động sản trong những năm trước đó thì nó có một cái chu kỳ tăng rất là mạnh. Thì trước khi nói tiếp thì chúng tôi cũng xin khẳng định với anh chị em và các bạn là bất động sản là một trong những kênh đầu tư tốt, đầu cư tốt cho dài hạn. Bất động sản có thể tăng tới từ 15 tới 20 lần cho một cái chu kỳ dài từ 20 tới 30 năm. Điều đó là điều hoàn toàn có thể. Tuy vậy thì anh chị và các bạn cũng phải nên biết được rằng là những cái đợt tăng của thị trường nó sẽ kéo dài trong một cái khoảng thời đoạn và nó sẽ có những cái thời đoạn gọi là ngừng nghỉ. Điều đó là điều tất yếu của không chỉ thị trường bất động sản mà bất cứ một thị trường nào nó đều diễn ra như vậy, nó đều xảy ra như vậy. Và do đó thì cái căn cứ để khuyến nghị anh chị em và các bạn giảm bớt cái việc giải ngân ngắn hạn trong năm 2019, hoặc là cái dùng cái từ của cái video là đừng mua bất động sản năm 2019, anh chị sợ trên YouTube xảy ra, thì sẽ thấy được rằng là chúng tôi căn cứ trên cái tỷ lệ tăng tính trên trung bình bình quân của toàn thị trường bất động sản Việt Nam trong cái năm 2016, 17, 18 để chúng tôi đưa ra cái dự báo, cộng với việc là những cái chính sách điều hành kinh tế vĩ mô của ngân hàng nhà nước quy định về dòng tiền, nắn dòng cái dòng tiền vào bất động sản và đưa ra những cái quy định về mặt pháp lý để chặn bớt cái đà tăng nóng của thị trường. Thì do đó thì thị trường sẽ khó có thể có dư địa tăng nhiều hoặc là tăng mạnh trong năm 2019, nửa đầu 2020. Và vì cái lý do đó nên chúng tôi mới đưa ra một cái tựa đề video có cái tính gây sốc như vậy. Cùng với đó thì những cái lập luận, những cái luận giải trong video là rất rõ ràng và đưa ra được những cái góc nhìn
ở những người mà phải vay vốn ngân hàng với tỷ lệ đòn bẩy cao thì nên như thế nào, những người không phải vay vốn ngân hàng với tỷ lệ không sử dụng đòn bẩy thì nên như thế nào, và ở cái cách tiếp cận với thị trường theo mỗi cá thể và mỗi cá nhân khác nhau trong thành các thành phần trong nền kinh tế thì sẽ tiếp cận với thị trường bất động sản theo cách khác nhau. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có những cái loạt video trong số 15 video về cái thị trường bất động sản, thì có nói một số video khác chia sẻ chi tiết hơn về cái góc độ nếu như là tiền thật và với cái góc nhìn đầu tư dài, hoặc là mua để nhu cầu để ở hoặc là mua để lâu dài thì nó phải ở một góc nhìn khác, nó không phải là hoàn toàn là trong năm 2019 là không mua. Và hơn thế nữa thì năm 2019 đầu nửa đầu 2020 thì có thể sẽ có một vài phân khúc, một vài khu vực vẫn có thể sẽ có cái sự tăng giá tốt, bởi vì không thể là tất cả mọi khu vực trên toàn thị trường, cũng giống như coi thị trường bất động sản như một cái chợ thì không thể là tất cả các mặt hàng ở trên cái chợ đều là không có mua buôn bán gì cả. Do đó thì anh chị và các bạn vui lòng là xem xét không chỉ một video về bất động sản của kênh chúng tôi mà có thể xem xét qua một vài video khác, bởi vì mỗi video của chúng tôi thì chúng chỉ kéo dài từ 10 đến 15 phút thôi. Nên anh chị nếu thực sự muốn tìm hiểu thì nên tìm hiểu rõ và mong rằng là giảm bớt những cái bình luận theo cái hướng gọi là phản cảm, thì đó là cái điều mong muốn thứ nhất đầu tiên của chúng tôi, để chúng tôi có tiếp tục có những cái động lực để chia sẻ tiếp những vấn đề tiếp theo với anh chị em các bạn. Điểm thứ hai thì dựa trên cái góc nhìn của dân phân tích tài chính và cái góc nhìn về kinh tế vĩ mô chuyên biệt có thể là sẽ hơi khác so với cái góc nhìn của cái người làm bất động sản gọi là phát triển dự án hay là những người trong cái vai trò là trung gian trong cái hoạt động bất động sản. Thì chúng tôi nhìn nhận trên cái quy mô rộng hơn, tức là chúng tôi xem xét và đánh giá trên cái góc nhìn, tức là thị trường bất động sản nói riêng và bất kỳ một cái thị trường nào nói chung, nó đều tăng giảm theo một cái chu kỳ, theo gọi là có quy luật. Cộng với hơn thế nữa thì nó đều chịu cái sự tác động chung của cái dòng tiền và cái nhu cầu. Thì rõ ràng là trong một cái thời đoạn ngắn, chính sách của chính phủ, của cơ quan quản lý đã nới gọi là rộng cái dòng tiền, cho phép được gọi là dòng tiền chảy vào cái thị trường chứng khoán và bất động sản trong những năm qua thì có phần hơi nhiều, dẫn đến là nó tạo cái động lực để cho những cái dòng tiền gọi là cộng hưởng, gồm có dòng tiền của nhà đầu tư nước ngoài, dòng tiền của các quỹ đầu tư thì đổ và chảy vào thị trường bất động sản trong 3 năm vừa qua thì là rất lớn, dẫn đến cái tương tác phản hồi từ cái giá thị trường đã cho thấy là trung bình trên nhiều các cái khu vực thì đã tăng từ 2 tới 3 lần trong 3 năm vừa qua. Thì điều đó nó sẽ dẫn đến một cái chuyện, đó là cái dư địa tăng của những năm tiếp theo nó không còn nhiều, và những cái thông tư điều phối cái tăng trưởng tín dụng của ngành ngân hàng trong năm 2019 đầu năm 2020 sẽ có chịu những cái ảnh hưởng và tác động lên thị trường, do là hạn chế cái tăng trưởng tín dụng cũng như là sử dụng cái dòng tiền ngắn hạn để cho vay dài hạn, và gọi là mặc nhiên thì ngân hàng nhà nước có những cái thông tư yêu cầu là giảm cái việc cho vay vào cái lĩnh vực bất động sản. Cái lý do tại sao người ta lại làm vậy là bởi vì người ta học hỏi những cái gọi là những cái sai lầm trước đây của những năm, những thập kỷ về trước, là để cho cái dòng tiền đổ quá nhiều vào thị trường bất động sản, và đặc biệt đây là một trong những cái kênh mà nó hoàn toàn có thể hấp thụ hết tất cả những cái dòng tiền trở vào. Nhưng mà khi mà cái dòng tiền đẩy thị trường lên một cái mức quá đà, tôi lấy ví dụ như nếu như không có sự kìm hãm cái dòng tiền chảy về thị trường bất động sản thì hoàn toàn giá bất động sản có thể tăng gấp 4, gấp 5 lần trong vòng từ 1 đến 5 năm. Và tôi lấy ví dụ là nếu cứ để yên, ngân hàng nhà nước không điều phối dòng tiền thì rất dễ dàng là giá của bất động sản nó có thể được thổi phồng lên tăng gấp 5 lần hoặc 6 lần. Thì từ đó nó sẽ dẫn đến cái câu chuyện là khi tăng quá mức thì nếu như anh chị và các bạn dành thời gian để có thể cân đo đong đếm và tính tổng cái nhu cầu, cái lượng tiền đổ vào thị trường bất động sản thì anh chị sẽ thấy là một cái lượng tiền rất lớn đổ vào đó. Mà khi đổ vào lớn như vậy thì nó sẽ hút hết các cái dòng tiền phục vụ cho sản xuất kinh doanh, cũng như là tạo ra một cái bong bóng lớn. Mà khi bong bóng lớn thì cái dòng tiền nó không còn, nó bị khan hiếm ở bên ngoài, thì dẫn đến câu chuyện là cái đà tăng đến một mức độ nào đó nó ngừng lại, và khi đó thì nó sẽ chuyển hóa thành cái việc sụp đổ, và cái sụp đổ đó nó sẽ dẫn đến nợ xấu của các ngân hàng. Và từ cái việc mà
nợ xấu của các ngân hàng, kinh nghiệm trong những năm về trước thì nó dẫn đến một cái câu chuyện, đó là các ngân hàng sẽ gặp những cái rủi ro, và cái rủi ro đó chúng ta đã phải dành ra rất nhiều năm để tái cấu trúc hệ thống ngân hàng trong giai đoạn 2012-2018, tức là gần 5-6 năm, tức là gọi là 5-6 năm trong giai đoạn vừa qua để xử lý những cái vấn đề mà nó là kinh nghiệm thực tế. Do đó thì họ đã nhanh chóng, tức là có những cái tương tác tác động về cái góc độ gọi là điều phối dòng tiền, nắn dòng cái dòng tiền đi vào sản xuất kinh doanh, chứ không muốn đưa cái dòng tiền không tập trung vào các cái doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mà tập trung hết vào những cái doanh nghiệp bất động sản. Nó sẽ dẫn đến những cái hệ lụy mà khó lường cho cái thế hệ sau về việc là khó có thể tiếp cận được với bất động sản, là cái sản phẩm, là cái nơi gọi là cư trú, cư ngụ, nhà cửa để có thể sinh sống. Bởi lẽ là cái việc là tốc độ tăng mà nếu mà nó quá đà so với cái tốc độ tăng của tiền, tức là tốc độ tăng của lương, thì nó sẽ dẫn đến là đại bộ phận dân chúng sẽ không tiếp cận được với lại nhà ở, và nó sẽ tạo ra những cái nghịch lý, nó có thể nói một cách sâu sắc hơn, nó gọi là tạo ra những cái bất ổn xã hội. Và khi mà tạo ra bất ổn xã hội thì cái cơ quan quản lý họ sẽ gặp rất nhiều những cái vướng mắc và khó khăn trong cái câu chuyện quản lý. Thì để đề phòng chuyện đó, họ đã phải điều phối. Và nếu như anh chị nào mà là dân tài chính, dân chuyên về các cái lĩnh vực liên quan tới phân tích vĩ mô để mà tìm kiếm các cơ hội đầu tư như chúng tôi, thì anh chị sẽ hiểu hơn. Và chúng tôi nói những thứ mà có thể anh chị em và các bạn sẽ không mấy được nghe thấy trong cái giới bất động sản. Người ta chia sẻ về việc đó, chủ yếu là người ta nói về những cái con cầu được mở, những cái đường trường trạm được mở, và những cái lợi ích và tiện ích liên quan đến việc bán cái sản phẩm của họ, cũng như là những cái sự gọi là hoàn hảo của cái dự án. Không mấy nói về nói như chúng tôi. Do đó thì để hiểu hơn, để thông cảm hơn với chúng tôi về cái câu chuyện đưa ra những cái nhận định mang tính gọi là không có gọi là khác biệt một chút, có thể nó sẽ là cái thứ khiến những người đang có bất động sản không vui, nhưng mà đó là những chia sẻ về mặt gọi là chân tình của chúng tôi, để mong rằng là anh chị em và các bạn có thêm cái góc nhìn, chứ không phải là những cái phán quyết mang tính gọi là áp đặt. Anh chị có thể nghe, có thể xem xét, có thể tham khảo, chứ không có nghĩa là những thứ chúng tôi nói ra nó đều mang tính chính xác cao, hay là nó đem mang tính chất điều hướng cái suy nghĩ của anh chị em và các bạn. Cái điểm thứ tư nữa mà anh chị và các bạn cũng cần phải lưu tâm, đó là vẫn có và vẫn còn những cái thành phần trong xã hội luôn luôn muốn cái thị trường bất động sản tăng thật nhanh, thật kinh khủng. Thì anh chị luôn có đưa ra một cái lý do theo cái hướng đó là nhu cầu thì luôn luôn tăng và đất đai thì không đẻ ra. Xin thưa với anh chị em và các bạn, thì đất đai có thể là không đẻ ra, nhưng cái chuyển dịch về cái cơ cấu sử dụng đất từ những cái đất gọi là đất nông nghiệp, đất dịch vụ thì chuyển thành đất ở và đất sở hữu lâu dài là có. Ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh thì năm 2017-18 thì đã có bổ sung thêm cho phép được chuyển dịch cơ cấu từ đất nông nghiệp thành đất ở và đất dịch vụ là rất cao, rất nhiều. Thì cái chuyện nó không đẻ thêm ở góc độ, tức là đất nó sẽ không nhiều hơn tính trên tổng thể toàn diện tích của một quốc gia hay là tổng diện tích của cả quả địa cầu. Tuy vậy thì cái việc mà gia tăng thêm cái lượng đất chuyển đổi mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở và đất sử dụng lâu dài, đất có sổ quyền sử dụng đất, thì nó cũng là cái nguồn cung rất là lớn để bù đắp thêm cho những cái lượng nhu cầu phát sinh. Và cái điều trọng lõi quan trọng nhất anh chị và các bạn phải quan tâm đó là các cái chính sách điều hành. Và trong cái giai đoạn 2016-2018, chúng ta đã có sự nới lỏng một cách đáng kể, phục vụ cho cái câu chuyện tái cấu trúc các ngân hàng, chuyển dịch những cái khối nợ xấu trong giai đoạn trước đó để cho nó bớt xấu hơn, và nó có thể xử lý được trong cái việc mà các ngân hàng phải dùng một cái công cụ trung gian, đó là công ty mua bán nợ xấu VAMC, để hỗ trợ gọi là cầm hơi thổi ngạt, gọi là cho các ngân hàng có điều kiện và có thời gian để xử lý. Thì bắt đầu từ năm 2018 thì những cái cục nợ này sẽ được gọi là chuyển hóa dần và theo hướng dịch chuyển về với ngân hàng. Đây cũng là cái điểm mấu chốt, một cái khúc mắc mà tại sao chúng tôi đưa ra cái lý do và đưa ra cái nhận định theo cái hướng, tức là kiên quyết là cho rằng là thị trường trong giai đoạn 2019-2020 thì cái dư địa tăng sẽ chậm lại, chậm hẳn lại, và có khả năng thì sẽ ít tăng hơn, và sẽ tăng ở cục bộ một số khu vực thôi.
một số anh chị em và các bạn thì cũng có những bình luận khá là hay liên quan đến câu chuyện đó là mất giá của đồng tiền. Mất giá của đồng tiền thì chúng ta tính trên tỷ lệ lạm phát, thì thưa với anh chị em và các bạn, lạm phát trong những năm gần đây thì của Việt Nam mình luôn thấp, thấp hơn 4%, và chúng ta tính cho 3 năm gộp thì nó nằm ở khoảng tầm từ 15%. Tuy vậy thì giá bất động sản đã tăng tới gọi là 250 lần, 250%, tức là 2.5 đến 3 lần. Thì do đó thì cái việc so sánh cái việc mất giá đồng tiền thì nó cũng chỉ là tính tương đối, và có lẽ là nó vẫn đang là cái sự nghịch lý. Do đó thì anh chị và các bạn cũng cần coi đó là cái dữ liệu để tham khảo. Cái điểm thứ ba nữa là anh chị và các bạn bảo là bùng nổ cái bong bóng bất động sản, thì thưa với anh chị em và các bạn, vì học hỏi cái kinh nghiệm trước đó nên cái việc bong bóng bất động sản là không có và chưa có, bởi vì là chúng ta tăng trưởng tín dụng ở một cái mức độ kiểm soát trong giai đoạn 3 năm vừa qua, cộng với việc lạm phát của chúng ta thấp, bên cạnh đó nữa thì tốc độ tăng giá của thị trường bất động sản cũng thực sự là không phải quá lớn, quá mạnh so với những năm về trước, nên là cái câu chuyện thị trường của chúng ta thì sẽ có 1 tới 2 năm ngừng nghỉ, tức là giảm bớt cái tốc độ tăng hoặc thậm chí là không tăng, để chờ đợi cái sự tích lũy của nhu cầu cũng như là tích lũy của thị trường để có thể tiếp tục cái đà tăng cho năm 2020-21 và tiếp theo sau nữa. Thì với những nhà đầu tư dài hạn thì chúng tôi không bàn, nhưng với những nhà đầu tư ngắn hạn có tỷ lệ đòn bẩy cao thì chúng tôi khuyến nghị những cái câu chuyện mang tính chất là tựa đề video bức xúc như vậy để anh chị và các bạn, gọi là cảnh báo các anh chị em và các bạn thôi. Còn lại thì cái việc đổ vỡ thị trường là điều không thể, bởi vì đã có sự kiểm soát khá là chặt chẽ và có những cái bước gọi là đi cảnh báo trước của cơ quan quản lý và những cái đơn vị gọi là điều hướng cái dòng tiền của thị trường, thì chắc là sẽ không có sự đổ vỡ đâu. Nên là anh chị và các bạn cũng yên tâm là thị trường bất động sản thì nó nên theo cái hướng mà dự báo của chúng tôi, thì nó sẽ đem lại sự ổn định cho nền kinh tế xã hội cũng như là dồn cái dòng tiền vào các cái doanh nghiệp sản xuất, thay vì là chúng ta biến cái sản phẩm bất động sản đẩy cái thị trường lên quá mức để dẫn đến là sản phẩm bất động sản nó thành là một cái sản phẩm chủ lực trong nền kinh tế. Thì điều đó nó sẽ gây ra những cái vấn đề, những cái nghịch lý và nó tạo ra một cái nền kinh tế xã hội không ổn định. Thì điều này thì cơ quan điều hành, chính sách họ cũng đã nhận ra điều đó và yên tâm là anh chị em và các bạn sẽ nhận được những cái phản hồi của các cái cơ quan quản lý cũng như các ngân hàng về cái câu chuyện này. Thì mong rằng là những cái chia sẻ, những cái giải bày của chúng tôi thì đem lại những cái hữu ích cho quý anh chị em và các bạn. Có thể cái tựa đề video chúng tôi sẽ vẫn đặt gây sốc một chút để có thể là cuốn hút cái sự quan tâm của anh chị em và các bạn. Tuy vậy thì những cái chia sẻ trong video mới là những điều quan trọng, và mong anh chị em và các bạn luôn ủng hộ, đồng hành với nhóm chúng tôi, cũng như là ủng hộ Thắng ơi để có thể đi song hành với anh chị em và các bạn trong khoảng thời gian dài hơn nữa. Cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại. Chúc anh chị và các bạn một cái mùa Tết sắp tới nhiều niềm vui, hạnh phúc, an vui bên gia đình và luôn luôn có những cái góc nhìn đúng, phù hợp cho thị trường và cho cái việc là ra quyết định đầu tư của mình một ngày một tốt hơn và tuyệt vời hơn. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong một cái chương trình tiếp theo. Cảm ơn quý anh chị em và các bạn đã luôn đồng hành và hỗ trợ chúng tôi. Thân chào và hẹn gặp lại.